Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem một lô sang chung mới. Lô này thì có khoảng hơn 600 cây các bạn, rất là nhiều giống khác nhau luôn. Đặc biệt ở đây là có nhiều cây to xịn lỗ sai luôn các bạn. Và mình đang bán hôm nay là đồng giá 30.000 một cây nha. Đó, tất cả những cây coi như là to đẹp gì đó đều là 30.000 một cây hết. Nên là các bạn xem video thì thích cây nào thì inbox mình sớm nha. Đó, để được cây ưng ý nhất, giờ mình sẽ đi giới thiệu từng cây cho mọi người xem. Rồi đầu tiên ở đây là mình sẽ có một chậu đá nâu nha các bạn. Đá nâu đang lên màu cũng rất là đẹp rồi. Có một bụi nha các bạn. Gốc nó cũng già rồi. Đó, lá thì đỏ mướt mát rồi. 30k nha. Nó đồng giá 30k hết nha các bạn. Rồi tiếp theo đây là mình có hồng lai hai đầu này. 30.000. Đây mình có cây bỉ ngạn nè. 30 nè. Mariba hai đầu 30 nè. Sỏi opalina nè. Đây bông hồng nhăn nữa các bạn. Đây một cây giống mới nha. Có rất là nhiều giống nên mình sẽ đi nhanh một xíu nha. Đấy. Đây cây giống mới các bạn chưa biết cây gì, gần gần như cây bò xanh đó. Đó, bên đây Black Maria này. Đây có cây thanh đế nè các bạn. Đó, thanh đế kim cương trắng này. Đó, bên đây một cây viền viền lửa mới nè các bạn. Bé tuyết nè. Đó, tiếp theo có bắp cải tím cánh dài này, màu cũng đẹp này nè, viền lửa hai đầu nè các bạn. Kem bơ này, cây này mới mình chưa biết tên các bạn, gần gần như cây bông hồng tím á. Cây này cũng mới luôn nè, màu đẹp nha. Mấy cây này đồng giá 30.000 hết nha các bạn. Mấy bữa mình hay phân ra 30 40 á, mà nay mình bán đồng giá 30.000 cho bạn nào săn được cây to đẹp thì săn nha. Ở đây một cây hồng phấn nha, hồng phấn 30k. Đó, đây có một cây rau win nè các bạn. Đó. Một cây vuốt nha các bạn, một cây vuốt nhiều đầu lên màu nâu đỏ và lên cái vuốt màu đỏ cánh nhọn. Đó. Cây này giống cây Black Maria luôn rồi các bạn. Bên đây Black Win này. Đó. Cây này thì mình chưa biết nó tên gì nữa nhưng mà nó lên màu tím rất là đẹp nha các bạn. Đó. Tím tím đỏ đỏ. Đó. Đây ba màu lông nha, một cây bắp cải tím cánh tròn này. Cây này bắp cải tím cánh tròn. Cây này nó giống cây Silverwing các bạn, nhưng mà mình thấy cánh nó hơi nhỏ nha. Cây Silverwing cánh nó bự các bạn, mà cây này nhỏ không biết có lai không. Lên vuốt rất là đẹp luôn. Một cây đế nè các bạn, cây đế này lên màu cuôn đỏ nha, đế xịn luôn các bạn. Mà hôm nay có cây 30.000 nè. Một cây hồng xám nha. Bên đây có sỏi trắng thụ nè, 30k thôi các bạn. Để ghi va nè, bình thường 40, bữa nay 30 nè. Ruby đỏ nè. Lô la đỏ nè. Đó, cây ngón tay nè các bạn. Bông hồng nhăn. Bên đây có cây đĩa nha các bạn, đĩa. Đĩa hồng, hồng đĩa. Đó, cây bên này giống kim cương tím nè các bạn. Cây này thì cũng giống mấy cây kiểu Black Win, Black Maria đấy. Đây cúc tím các bạn, cúc tím thân cao ba đầu. Đây có hải ly nè, 30.000 hết nha các bạn. Cánh bướm nè, bướm đỏ nè. Đó, Silverwing này đó các bạn thấy không, cái cây này thì cánh nó sẽ mập nha. Đó, cây bên này thì cánh mình thấy nó nhỏ hơn nhưng mà màu thì nó tương tự như nhau, nó có thể nó lai ra các bạn. Đây bướm này nè. Đây có melo nè các bạn, Madiba một đầu nè, cúc gai nè, cây này mới nè. Đó. Viền lưỡi này, cây này lên màu đẹp này các bạn, nó lên gần đỏ hết rồi. Ruby đỏ này, Madiba này, pha lê này, pha lê đang lên màu này các bạn. Đó, một cây đế mới nữa nha, cây này cánh mập và lên màu nâu nâu. Đó, một cây bắp cải loại mới luôn nha các bạn, bắp cải tím loại mới. Đây hồng điệu loại mới luôn này. Đó. Cây bên này nó giống kim cương tím các bạn nhưng mà cánh nó lại ngắn nha, cánh nó ngắn và rất là mập ba đầu. Đó, pha lê đức nè. Cây này thì nó giống mã hồng nha các bạn. Rồi đây một cây opalina ba đầu nha. Đó, ngọc trinh này, kim cương tím này, vân mai này, viền lửa một đầu này. Cây này tầng lá đều đẹp, màu đẹp luôn nè các bạn, form bút nó nhiều tầng lá luôn. Cây này thì mới mình chỉ biết tên nữa, hai đầu nha. Đó. Đá cam nha các bạn, đá cam rất là bự luôn, có 30k thôi. Đó, bạn nào mới chơi trồng cây này dễ trồng nè các bạn.
vừa dễ trồng vừa lên màu đẹp, rẻ nữa, to luôn nha các bạn. Cây này quá bự luôn á, 30k thôi. Hồng dâu hai đầu này, bắp cải tím cánh tròn này. Cây này tầng lá nhiều màu cũng đẹp này, con bút này. Ở đây có một cây vuốt đen rất là to luôn đó, bạn nào săn mấy cây vuốt đen bự bự lỗ sai này các bạn, cây này rất là nhiều bạn thích luôn nên nó hết nhanh luôn các bạn. Đó. Đây có bông hồng tím nha các bạn, bông hồng tím hai đầu, lá cục cục này, tầng lá nhiều, nó cứng ngắc luôn. Ruby xanh nhiều đầu này, cây này mình chưa biết tên nữa. Một cây liên đại tím hai đầu rất là to lỗ sai nha các bạn, nó lá mập hai đầu lỗ sai bự màu cũng đẹp. Ruby Donna này, màu ngon lành luôn nha. Ruby Donna mấy cây xịn xịn bữa hay bán 40, nay bán 30 nè, như tay gấu nhăn cũng vậy nè. Đó. Mướt mát đẹp rồi nha các bạn. 40k, á lộn 30k. Rồi, đây là cây Lola đỏ nha các bạn, đó. Đã coi như là bóng mượt. Nhiều đầu. Đó, rất là đẹp luôn, 30k thôi các bạn. Kim cương tím nè, màu cũng xuất sắc luôn rồi. Đó, lá mập đẹp. Pha lê này, pha lê trắng này. Này, cây bắp cải tím cánh dài nha các bạn. Đó, màu đẹp form bút. Cây bên này giống xanh lửa. Bông hồng tím các bạn, bông hồng tím nó một đầu. Đây có cúc trắng này, cúc trắng nó một đầu bự và rất nhiều cây con xung quanh luôn. Đó, cây này thì mình chưa biết tên nữa, gần gần như cây bông hồng đen các bạn. Sỏi heo hồng nha, đợt này như có một hai cây gì á, sỏi heo hồng này, loại này nó lên màu trắng hồng các bạn, rất là đẹp luôn, xinh. Đây có hồ lô nè các bạn. Đó, hồ lô 30k. Cây này mà bình thường bữa bán là 50 với các bạn, này 30 à. Viền lửa này, Lola tím này, thêm cây vuốt đen này rất là bự luôn. Đó, Lola đỏ này nè, ánh dương nè. Cây bên này cũng giống sọ heo hồng mà lên màu nè các bạn. Đó, cây kem bơ này cũng lên màu này, ruby đỏ này. Đây một cây mới nè các bạn, nó gần gần lá nhăn nhăn như cây bắp cải đó, lên màu đỏ nha. Một cây giống mới nữa, cúc trắng nè, đế xám nè, cây này lên màu đẹp nè các bạn, nó đỏ tươi luôn. Tiếp theo là cây hồng Hà Lan các bạn, sen đá hồng Hà Lan. Đây sỏi dẹp, cây này bèo gì đó chưa biết tên luôn này. Móng rồng các bạn, móng rồng cũng rất là đẹp rồi, khỏe khoắn. Đó, trắng. Rubidona nhé bạn, cây rất là to. Rồi tiếp theo có một cây hồng sa mạc rất là đẹp. Đó. Hồng sa mạc không có nhiều các bạn. Ít lửa nha. Đây có sao băng bụi nè. Đây một cây vuốt đen và có cây con luôn. Sỏi miu nha. Tiếp theo một cây là hồng xoáy nha các bạn. Đó, to đẹp, màu đẹp luôn. Lá cũng căng bóng hết rồi. Rồi đây có cây nanh heo hồng các bạn, nanh heo hồng hai đầu luôn. Sỏi dẹp, bông hồng tím, black queen, vân mai. Cây này chưa biết tên nữa các bạn, chắc nó lai với cây pha lê ra cây này. Mận nha, mận đỏ. Đây thêm một cây rau win nha các bạn. Đó, rau win cây này lên màu hồng hồng rất là đẹp luôn á. Để ghi ra hai đầu này, xanh lửa này, viền lửa này, và kèn trắng luôn nè các bạn. Đó, và kèn trắng biết cũng có một hai cây gì thôi, 30k nha. Opalina, đây có melo các bạn, cây này có gốc luôn này. Đó, cây melo nha, bướm đỏ này. Tiếp theo là cây sợi finger các bạn, sợi finger xịn mà bữa nay lại có sen chung này, 30k. Ở đây có cây cúc đỏ nha. Bên đây một cây mới luôn này. Cây này gần gần như cây thỏ tuyết đó các bạn. Đó. Cây vuốt bên này cũng rất là đẹp này. Một đầu vuốt đỏ cánh nhọn. Madiba, hồng quế, Lola các bạn. Cây này tầng lá xếp đẹp này các bạn thấy không?
Đó, thường là mấy cây sen đài là tầng lá nó xếp sẽ xen kẽ lộn xộn, mà cây này các bạn xem là tầng lá nó xếp rất là hay luôn. Cây lô la nha. Cây bên này thì mình chưa biết tên của bạn, chưa giống mới. Tiếp theo là liên đài trắng, hồng xoáy này, melo này. Cây này gần gần như cây liên đài trắng mà chắc nó lai rồi. Đây cúc tím nha bạn, loại này thân thấp nha. Vân mai ba đầu, thanh cúc. Cây này giống hạt cảnh cam này. Cây đất kim nha các bạn, xong ra đất kim hai đầu. Lắc quynh nha các bạn, cây này đẹp này. Đó, to đẹp, lỗ sai, màu đẹp luôn. Lô la đỏ ba đầu, rồi lô la tím, cây giống mới, kim cương tím, ruby đỏ, cây này bự lỗ sai này. Đó, cúc trắng này, cây này cũng bự lỗ sai luôn này. Bướm đỏ cũng bự lỗ sai luôn này, mấy cây rất là bự luôn. Hồng quế này, hồng đĩa này, opalina màu đẹp này, mariba màu cũng đẹp này. Bụi à, cây này chắc ngón tay các bạn. Đây, cái nanh heo này cũng rất là to luôn nha các bạn. Đó, nanh heo bự này. Hồng dâu một đầu, cây này mới nữa nè. Mẫu đơn nha bạn, mẫu đơn cũng lỗ sai luôn. Kemper, một cây bông hồng đen nè. Cây này thì chắc là bánh bông lan các bạn. Cây này mới nè, có long long trên lá nha các bạn, cánh ngắn. Đoạn này nó còn lên màu cam nữa. Cây kemper lên màu đẹp này, lên màu đỏ đỏ. Đây có mỏ vịt nha các bạn, nó mỏ vịt quá trời đầu luôn. Cây này thuộc dòng Hawothi nha. Đây có thêm một cây vuốt cánh ngắn màu xám xám nha các bạn. Rồi tiếp theo là có Opalina 4 đầu này, kim cương 4 đầu này, Rubidona này, bắp cải tím này, Lola này các bạn, cây này cũng đẹp này. Đây có mẫu đơn này, cây này gốc thụ rồi nè. Đó, bé tuyết, kim cương xanh này. Cây này như quan âm nữa các bạn, quan âm ba đầu nha. Đây có bánh trung thu, cây này bông hồng xanh hay sao. Cây này cũng mới nè các bạn, nó kiểu đục những lá, lá nó sẽ sần sùi nha, lên màu hồng. Rồi đây có một cây blue mix này, bạn xem tới đây là sang cái cây blue mix này nha. Đó, cánh mập đẹp, nó màu kiểu đen đen các bạn. Tiếp theo là cây ruby trắng, em bụi opalina các bạn, cây này gốc già nhiều đầu này. Đó, viền lửa này chắc là hồng hà lan nhiều đầu này, cây này cũng mới nè các bạn, chưa biết tên gì nữa. Pha lê này, sleeve wing này. Đó, thêm một cái cây kiểu đục những lá này. Này đá giống cây đá nâu các bạn, đá nâu mà kiểu này lá sao lên quá trời đầu luôn. Black Maria, bông hồng đen viền đỏ, một cây vuốt nó nhìn rất là khỏe khoắn luôn nha các bạn, cánh nhọn lên màu nâu đỏ. Đó, Kemper này cũng đẹp này. Tiếp theo là thanh đế này. Ở đây thêm cây kiểu bông hồng đen các bạn, nhưng mà nó lá nó sẽ khác một xíu nữa nha. Bữa nay nó lai nhiều loại ná ná như nhau. Cây này cũng mới luôn này. Nó mấy cái cây mà không biết tên thì các bạn có thể nói cái số phút, như cái cây này đang ở phút 13, 55, 56 này các bạn. Nói là mình tu lại là mình biết cây gì liền. Rồi tiếp theo đây cây mới luôn này. Đó, cây này lên màu kiểu tím tím các bạn, lá ngắn nha, tầng lá nhiều. Cúc tím thân thấp, hồng đĩa. Đây có một cây mận hồng đào nha, như lô này có đúng một cây mận hồng đào. Đoạn này lên màu hồng đỏ các bạn. Cây bên này cũng mới luôn này, kiểu một cây viền đỏ, cái lá thì nhọn, nó form thì búp, tầng lá cũng nhiều. Đây, cây cúc tím này nhìn rất là khỏe khoắn này. Lô la đỏ một đầu, thanh cúc, cây này có mấy cái con giống cà rét luôn rồi các bạn. Cây này cũng mới, chưa biết tên nữa, gần gần như cây bánh bông lan. Mấy cây black queen tím, rồi táo xanh, cây này như luella,
Ngọc Trinh nè, bắp cải tím loại mới nha, loại này mới rồi các bạn, nó lai mấy cây bắp cải tím ra loại này á, cánh cánh bự và xoăn nhiều. Đây có một bụi sở kẹo nha, cũng rất là bự rồi, 30k thôi. Đó. Hồng xám nha bạn, hồng xám cũng xinh xịn này. Đó. Mận đỏ nè, đây, cây này đẹp nè các bạn. Đó, một cây đột biến lá lên màu hồng. Đó, lá sần sùi. Cây bông hồng tím. Cây này một đầu tầng lá dày, cánh mập này. Đó. Tiếp theo là loa kèn trắng các bạn, loa kèn trắng. Cây này hai đầu. Ruby xanh nhiều đầu. Đó. Đây có mon luôn nè các bạn. Đó, có cái mon 30k bự luôn này. Ra được cây mon. Các bạn sẽ tới đây sang cây mon này nha. Nuda này. Đó, bướm rất là to. Đây có nana này các bạn, nana bụi nè. Đây có đất trắng nha, đất trắng liên đài tím này, viền hồng. Đó. Đây có chim xanh luôn nè các bạn. Đó. Có mon rồi chim xanh các thứ, coi như mấy cây sen xịn bữa nay là nó có sen chung hết rồi đó. Bánh bao lửa nha, cây này mới đẹp nè các bạn. Đó. Cánh ngắn tầng lá nhiều nha các bạn, lên màu kiểu tím tím. Đó, mở một bên này nha, để mình qua thêm cái dãy dãy bên này xem coi có cây gì hay hay nữa không. Đó, mấy cây rất là đẹp luôn, lên màu đã chứ các bạn, 30k thôi nha. Đó. Cúc đỏ này, cây này cũng hay hay nè các bạn. Đó. Cây mới này, cây màu đỏ rất là đẹp, ba đầu. Ruby xanh rất là già. Ít lửa này, mấy cây đế nha các bạn, lên màu cam. Lola đỏ. Đây chắc cũng đế xám lên màu rồi. Đây có Mebina nha, Mebina Madiba, cây này bự xoăn này các bạn. Sim tím nha, sim tím bụi. Liên đài trắng này. Đây cây này mới này, hai đầu phun chậu. Liên đài tím cũng hai đầu luôn. Ruby đỏ này, màu cũng đẹp rồi. Sở dẹp nha các bạn, cây này to này. Đó. Này là kim cương tím, đế xám. Kim cương xanh một đầu. Cây này thì chưa biết tên gì nữa các bạn, nhiều đầu. Đây có sỏi miu nha, sỏi miu một đầu. Đây có một cây viền lửa, cây này không biết có đục biển lá mà các bạn. Đó, lá nó hơi sần sùi một xíu nha, lá bự luôn. Đây có một chậu mít này, gồm một cây bắp cải tím cánh dài và cây ruby xanh. Bánh bông lan này, cây này phong búp màu đẹp nè các bạn. Cây này mình quên mất tên rồi. Nó có tên khoa học, bữa cái anh kia anh chỉ mà tên khoa học nó dài dòng quá. hay gọi bánh bao xanh mới thôi. Đây có ống điếu nha, ống điếu bụi hồng quế hai đầu này, ngọc trinh này, hồng xoáy, một cây hawaii nhé bạn. Đó, mấy cây hawaii này cũng bự phun chậu này, kim cương trắng này, tầng lá rất là nhiều luôn các bạn, lá mập. Đó, tầng lá đều đẹp. Đó, nhiều tầng lá. Một bụi mebina nha, lên màu đỏ luôn. Đó, bụi già mà 30k thôi. Nó thêm cây tai gấu nhân này, kim cương tím này, sao băng này, ngọc bích này, viền lửa bự này, hồng dâu này, ruby trắng này, melo này, hồng đĩa hai đầu này, gốc thụ này, sỏi trắng này, một cây nanh heo siêu bự luôn nha các bạn. Đó, bạn nào xem lại săn cái cây nanh heo bự lúa sai này. Cây 30.000 nhưng mà size của nó phải 50.000 các bạn. Đó, bắp cải tím cánh dài nè, địa ánh kim nè, đợt này không biết có một hai cây địa ánh kim gì á. Rồi đây một cây ba màu lông nha các bạn. Đây có hồng đĩa ba bốn đầu nè các bạn, bự luôn mà 30k thôi. Mấy cây này bình thường bán 40 hết các bạn. Mấy cây bự bự này. Đó, đây một cây đế lên màu viền đỏ. Đó. Thêm cây mỏ vịt nha các bạn. Đó, mỏ vịt rất là bự luôn,
Vân Mai này, Hồng Điệu này, Sợi Miu, Ruby Sun, đây Opalina nhiều đầu này, cây ông Điệu rồi nha, Opalina, gì mà tên ta, gì nhăn, bông hồng nhăn. Đó. Nhiều cây là nhiều nhiều cây quá không nhớ nổi tên luôn các bạn, nghĩ một hồi mới nhớ ra. Đó, sợi dẹt mận nè, để ghi ra cây này chưa biết tên gì nữa các bạn. Nó loại này thì tưới lại thì nó căng thôi nha, mình để đang để nó hơi héo, tưới lại phát là nó căng à. Cây này lên màu tím tím đẹp á, huyền lữ này, hồng điệu này, cây này là sợi xám nha các bạn, sợi xám rồi rubidona, đây có một cây xương rồng, đô la tím, hồng lai. Nói chung là mình giới thiệu nãy giờ chắc cũng gần như là đầy đủ các bạn. Đó, chắc sẽ sót một vài cây, bạn nào mà thích lựa thì cứ inbox mình chụp hình cho các bạn lựa nha, lựa thì nó sẽ đỡ bị sót hơn. Đó, còn các bạn thích đặt hàng theo tên thì cứ nói theo cái tên nãy giờ mà mình giới thiệu đấy. Rồi hiện tại những cây này là vẫn là đồng giá 30.000 một cây, nhưng bạn khi các bạn mua đủ 20 cây thì mình sẽ miễn phí vận chuyển nha. Rồi các bạn đặt hàng sớm để được cây ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.